phim quy tụ dàn sao nam toàn những gương mặt quen thuộc như Thái Hòa, Cao Minh Đạt, Minh Luân. Đây cũng là lý do khiến khán giả mong chờ từng tập phim vì các anh diễn quá hay. Ở tác phẩm này, mỗi nhân vật đều được đặt vào hoàn cảnh cụ thể, mà ở đó, cuộc đời và tính cách của từng nhân vật được khắc họa đến cùng cực. Nếu như theo dõi những tập phim đã qua, có thể thấy những nhân vật nam trong phim dường như đều chịu số phận éo le, không trọn vẹn trong tình cảm, thế nhưng ngoài đời họ lại đều có tổ ấm viên mãn. Một, Thái Hòa và cuộc hôn nhân viên mãn bên vợ kém 11 tuổi. Thái Hòa là ngôi sao đắt giá của màn bạc, được khán giả ưu ái gọi là ông vua phòng vé hay diễn viên triệu đô. Với khán giả miền Nam, cái tên Thái Hòa đã quá quen thuộc với những bộ phim làm nên tên tuổi như Để Mai Tính, Cưới Ngay Kẻo Lỡ, Bụi Đời Chợ Lớn, Tèo Em, Cây Táo Nở Hoa. Ở Mẹ Dơm, Thái Hòa hóa thân thành người cha tật nguyền có trái tim nồng ấm. Tạo hình nhân vật có phần xấu xí, nhưng dường như Mô Gù sinh ra để dành cho Thái Hòa. Trong phim, anh ở trong hoàn cảnh éo le, một mình nuôi con của người khác, nhưng ngoài đời thực Thái Hòa lại có cuộc sống bình dị, viên mãn bên vợ. Thái Hòa đã từng có mối tình chóng vánh với người vợ hơn mình 4 tuổi là diễn viên Cát Phượng. Họ yêu nhau 4 năm nhưng lại nhanh chóng tan vỡ chỉ sau đúng một tuần kết hôn. Còn ở thời điểm hiện tại, anh đã có hạnh phúc mới bên vợ là Hồng Thu, kém anh 11 tuổi. Bà xã Thái Hòa từng du học tại Úc và tốt nghiệp thạc sĩ ngành kinh tế. Cả hai còn có chung một bé trai. Khi được hỏi về cuộc sống hiện tại, Thái Hòa chia sẻ rằng mình cảm thấy đủ. Ở nhà, nam diễn viên là trụ lo kinh tế, còn vợ lo mọi việc chu toàn để anh yên tâm đóng phim. Nói về vợ mình, nam diễn viên tự hào khen vợ là người phụ nữ đảm đang, nấu ăn ngon và giỏi quán xuyến. Tuy không cùng ngành nhưng vợ nam diễn viên vẫn thường đọc kịch bản, đưa ra lời khuyên và đi theo đoàn phim để hiểu công việc của chồng cực khổ thế nào. Có thể nói, thành công của Thái Hòa ngày hôm nay có công không nhỏ của bà xã. Có lẽ sự cảm thông, thấu hiểu đó đã giúp vợ chồng anh giữ được lửa hạnh phúc. Hai, Cao Minh Đạt mong sớm có con. Cao Minh Đạt là một nam diễn viên xuất sắc của nền điện ảnh Việt Nam. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 1995 khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Trong suốt sự nghiệp, anh đã đóng gần 100 bộ phim. Trong Mẹ Dơm, Cao Minh Đạt vào vai Khoản, chồng của Xuân và là anh hai của Loan. Những cảnh quay Khoản xử em gái khiến người xem ớn người vì nam diễn viên đã thể hiện quá thật. Thế nhưng ngoài đời, Cao Minh Đạt nổi tiếng là nghệ sĩ hiền lành, người chồng lãng mạn, yêu chiều vợ. Cao Minh Đạt và bà xã Trúc Trương kết hôn vào năm 2016 sau 3 năm yêu nhau. Trước đó, hai người tình cờ quen nhau trong một lần đi ăn chung. Hơn một thập kỷ gắn bó nhưng tình cảm vợ chồng nam diễn viên và vợ vẫn thắm thiết như xưa. Cuộc hôn nhân của Cao Minh Đạt và bà xã Thanh Trúc vẫn mặn nồng như thuở ban đầu. Luôn hết mình cho sự nghiệp nhưng nam diễn viên cũng luôn làm tròn trách nhiệm của người chồng, lo lắng cho tổ ấm. Cao Minh Đạt từng chia sẻ anh không thể lông bông như trước. Đi làm xong, anh về nhà ăn cơm tối với vợ, khi rảnh, hai vợ chồng sắp xếp cùng đi du lịch. Dù bận rộn với công việc nhưng vài năm trở lại đây, nam diễn viên còn hỗ trợ vợ kinh doanh, không ngại soạn hàng, làm shipper. Công việc bận bịu cũng ảnh hưởng ít nhiều đến kế hoạch sinh con. Tuy cả hai đều không nôn nóng nhưng nếu được, Cao Minh Đạt mong có một, hai đứa con. Nam diễn viên mong có con nhưng không áp lực vì con cái là của trời cho. Ba, Minh Luân có bạn gái xinh như hoa hậu. Minh Luân sinh năm 1985, là một trong những diễn viên quen thuộc của truyền hình miền Nam. Anh từng tham gia các phim Cỏ Đuôi Gà, Yêu Thêm Lần Nữa, Anh Em Nhà Bác Sĩ, Pha Lê Không Dễ Vỡ. Bên cạnh đó, anh từng đoạt giải Á Quân cuộc thi tình Bolero 2016. Năm 2020, anh hợp tác với nghệ sĩ Hồng Vân mở sân khấu kịch Chợ Lớn. Sau một thời gian vắng bóng, Minh Luân đã quay trở lại màn ảnh nhỏ với vai Diễn Hào, một người trưởng thôn với bề ngoài là nhân vật năng nổ, dạ thưa với cấp trên để tìm mọi cách thăng quan tiến chức.
Trong phim là vậy nhưng ngoài đời nam diễn viên cũng có đời tư kín tiếng, không muốn gây ồn ào. Đầu năm 2021, Minh Luân và bạn gái 9X, ca sĩ Thiên Hương công khai chuyện tình cảm. Minh Luân từng chia sẻ quan điểm của anh về hôn nhân rằng chuyện lấy vợ chỉ là thủ tục thôi, quan trọng là hai người sống thế nào với nhau. Chính vì vậy hai người đã thống nhất nên có con trước khi cưới, đợi có em bé xong cả hai mới đi đăng ký kết hôn, làm đám cưới. Dù có những quan điểm riêng về tình yêu song nhìn chung dàn diễn viên nam của Mẹ Dơm đều muốn giữ đời tư kín tiếng, nghiêm túc trong tình yêu và chăm chút cho tổ ấm riêng. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.